Bởi vì lần trước cô nói, cô nhìn thấy tôi một lần nữa sẽ đánh tôi một cái. Đúng rồi, sao tôi có thể quên được chứ? Hôm nay tôi không có hoa, lấy gì đánh anh chứ? Tôi dùng nước nha. Chọc anh thôi. Lý tiểu thư, cô có thể giúp tôi chuyện này không? Chuyện gì thế? Chị tôi, chị ấy không biết tôi đang làm việc cho người Nhật. Tôi cũng không biết anh đang làm gì mà. Cảm ơn. Anh thế này là khởi binh hỏi tội à? Cậu nói xem. Mau cho tôi ít tiền, đuổi cổ tôi giống như tống cổ cái ăn xin vậy. Như thế anh sẽ yên tâm rồi. Chột dạ hả? Lão Tất, chúng ta nói chuyện như thế thì không thú vị gì nữa. Thẹn quá, quá giận. Anh có cần dùng chút đại hình hậu hạ không? Xem có thể bức cung nhận tội được không? Tôi thật không biết cậu là trời sinh biết diễn kịch hay thật sự là lòng dạ sắt đá. Lão Tất, anh thật sự quá không dễ dàng rồi. Tôi không dễ dàng đâu. Cả một ngày cầm đầu một đàn sói kiếm sống ở đâu? Ngoài mặt thì thấy rất oai phong, ai cũng rất ngưỡng mộ tôi. Chứ không biết ngày nào tôi đột nhiên xui xẻo, còn không biết bao nhiêu người sẽ theo ném đá xuống giếng. Cho nên anh không tin ai cả. Làm việc cả ngày, không bận việc khác thì bận tính kế. Mắng tôi đúng không? Nếu tôi là anh, tôi cũng sẽ làm thế. Lỡ như ngày nào đó không tính kế thì bị người khác tính kế lại. Cậu có tính kế với tôi không? Tôi nói anh không tin không? Nếu ngày nào đó tôi thật sự tính kế với anh, anh sẽ làm thế nào? Anh em thân tính rõ nợ, đại hình hầu hạ, bức cung nhận tội. Ngon không? Ngon, chị Tô. Giống như mẹ em làm vậy. Vậy thì tốt. Quê Tiểu Nam ở đâu thế? Thiệu Hưng Chiết Giang. Trong nhà còn có những ai? Không còn ai nữa. Chị ăn cơm sao hỏi nhiều thế? Không phải. Thật ra nhà chị cũng không tốt hơn bao nhiêu. Bọn quỷ Nhật đáng chết đã giết chồng chị. Cuối cùng ngay cả đứa con 5 tuổi của chị cũng không tha. Súc sinh. Xin lỗi nha chị Tô, nhắc đến chuyện buồn của chị. Không sao. Không sao. Ở tuổi này rồi, nhà ai không có chuyện đau lòng chứ? Những người còn sống như chúng ta vẫn phải tiếp tục sống. Được rồi chị, ăn cơm thì hãy nói chuyện vui đi. Chị ăn thêm đi, đúng đúng. Tiểu Nam không phải đã nói cơm chị làm có hương vị giống với mẹ cổ làm sao? Vậy sau này đến thường xuyên, chị làm cơm cho em ăn. Được ạ, cảm ơn chị Tô. Chị tốt với em quá. Mau gấp cho cổ đi. Không cần đâu, cứ để tôi. Em ăn cái đi. Mau gấp cho cổ đi. Xem ra người đo thiên hạ không loạn cũng thật không ít. Cậu đoán xem người viết bức thư này là ai? Không phải Lý Mặc Quần thì là Tô Tam Tỉnh. Lý do thì sao? Lần trước chúng ta bài trò với Tô Tam Tỉnh, hắn ta quay về suy nghĩ, chắc chắn sẽ biết chúng ta đang liên thủ bài trò sau lưng hắn. Lần này hắn giả vờ ngoan ngoãn tung ra một quả bom làm chúng ta nhiễu loạn.
Lý Chiến Chi. Kế Lý Giáng. Cậu già từ Bích Thành gần đây qua lại gần gũi như vậy mà không có phát hiện gì sao? Quan hệ của cô ta với Đường Sơn Hải sao rồi? Gần đây hình như có chút vấn đề. Anh chưa nghe nói sao? Đường Sơn Hải và Lưu Mỹ Na đang gần gũi. Hai người đó bây giờ đang xích mích với nhau đấy. Vậy không phải cậu sẽ có cơ hội nói lại tình xưa sao? Sao có thể chứ? Từ Bích Thành là cháu gái của Lý Mặc Quần. Quan hệ của anh và Lý Mặc Quần như lửa với nước. Nếu tôi gần gũi với cổ, anh sẽ lôi tôi theo làm thức ăn cho chó đấy chứ. Vậy cậu nói xem, quan hệ giữa hai người họ liệu có phải vốn dĩ tình cảm đã không tốt đẹp gì rồi không? Chuyện này thì tôi không biết. Là công tử thích giữ thể diện như Đường Sơn Hải, cho dù ngày ngày ở nhà cãi nhau, khi ra ngoài cũng không muốn mất mặt. Chuyện này tôi không rõ. Vậy cậu không nghe được điều gì từ phía Lý Tiểu Nam sao? Lý Tiểu Nam, chúng tôi chia tay rồi. Tiểu Nam, rảnh rỗi thì thường xuyên đến chơi nhé. Cảm ơn chị Tô. Chị mau vào trong đi, không cần tiễn. Chị không tiễn nữa, có tâm tĩnh là được rồi. Vậy chúng em đi đây. Tạm biệt. Tạm biệt. Tiểu tử thối này, mắt cũng không tệ đâu. Cảm ơn cô. Cảm ơn tôi về chuyện gì chứ? Chị tôi đến bây giờ vẫn tưởng rằng tôi vẫn đang giết Hán Giang. Vậy vì sao anh lại đến tổng bộ đặc công? Để có một cuộc sống tốt hơn. Tôi từng lập chí và giết hết Hán Giang khắp thiên hạ này. Ai ngờ bây giờ chính mình lại trở thành Hán Giang trong mắt người khác chứ. Ai cũng có nỗi khổ riêng. Cô không ghét người Nhật, không ghét Hán Giang sao? Ghét thì có tác dụng gì chứ? Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, chẳng làm được gì. Mẹ tôi nói rồi, chết dinh cũng không bằng sống nhục. Lý tiểu thư, người nhà cô thì sao? Mất cả rồi. Sau một trận dịch bệnh, đã mất hết cả rồi. Tôi đi theo chị em trong cùng thôn, đến Thượng Hải làm thêm, nên mới tránh được. Xin lỗi cô. Không sao. Cũng là người lưu lạc trong nhân gian. Sau này Lý tiểu thư có chuyện gì cần đến Tô Tam Tỉnh, cứ trực tiếp nói với tôi. Anh đang muốn theo đuổi tôi sao? Tôi nói có đúng không? Tôi biết võ đó. Tôi đi đây, không cần tiễn. Tạm biệt. Tạm biệt. Hỏi xong rồi. Tôi đi được rồi chứ? Cậu đợi đã. Câu cuối thôi. Một câu thôi nhé. Hai câu là thu tiền đó.
chim sẻ của Trung Cộng lại bắt đầu hành động rồi. Phía bên Mai, cơ quan ảnh tá đó cũng có tình báo bị lộ. Nó là có một tên cộng sản đang trà trộn vào trước lúc chết. Nói rằng bản thân mình là cấp dưới của chim sẻ. Anh không phải là chim sẻ sao? Không phải cậu thật sự là người của Lý Mặc Quần sai đến đây chứ? Có phải là đã cần chúng tôi làm gì? Phía ảnh tả vừa mới phái hai nhóm xe dò điện tín đến Thượng Hải, cần chúng ta phái người qua đó hỗ trợ. Cậu chọn mấy người trong sở luyện tập cho họ một chút. Anh thật sự coi tôi là người dạng năng hay sao? Tôi đã lúc nào để cậu phải chịu thiệt chưa? Vừa rồi tổng cộng là 4 câu, trừ câu đầu tiên, còn lại 3 câu sau anh đều phải đưa tiền. Ác thật. Đi đánh bạc đi, chúc tôi phát tài. Ma cờ bạc. Tôi cần phải quay về tính toán lại xem đã. Nếu như mà tôi bán anh đi, tôi có thể kiếm được bao tiền? Nếu như có ngày nào đó tôi thật sự tính kế với anh, thì anh làm thế nào? Chim sẻ lại thêm lần nữa tái xuất giang hồ, đặt công danh tiếng lẫy lừng của Trung Cộng giống như một thần thoại vậy, khiến cho người Nhật Bản và những cơ quan đặc vụ của Uông Ngụy phải sợ hãi thất kinh, cũng khiến cho Trần Thâm có một cảm giác tự hào kỳ diệu. Anh đột nhiên vô cùng nhung nhớ chị dâu đã mất tể tướng. Nếu như mà cổ còn sống, nhất định cũng sẽ vì chim sẻ mà vui vẻ vì sự thắng lợi của anh. Còn anh cũng không cần phải giống như bây giờ, một mình cô độc tiếp tục chiến đấu. Tiểu Nam, em có thể đến thăm chị. Là chị đây trong lòng rồi. Nói cho em hay, lần sau không được mang đồ đến, mau để tiền lại mua ít của hồi môn đấy. Người mà được gả đi cần phải tự mình ở nhà mà sống qua ngày, hiểu chưa? Sao thế? Chị Lan Chi, Trần Thâm anh ấy không cần em nữa. Hai đứa làm sao rồi? Nói chị nghe. Em cũng không biết nữa. Em trước cuộc có chỗ nào không tốt mà anh ta lại không thích em? Không đâu, em rất tốt, em tin chị đi. Em rất tốt, nhất định là Trần Thâm không tốt. Cậu ta làm sao, bắt nạt em không? Nói chị đi, chị dạy nó một bài học. Chị Lan Chi, nếu như em và Trần Thâm thật sự không đến với nhau, chị còn nhận em là em gái không? Nhận chứ. Em nói bậy gì vậy? Em chắc chắn, em gái của chị cả đời chắc chắn phải nhận. Nói cho em hay, Trần Thâm nếu như bắt nạt em thì không nhận nó làm em trai gì hết. Đừng buồn nhé. Em như thế này, chị đây đau lòng biết bao. Tiểu Nam, chị có cách. Em có biết Trần Thâm ở cô nhi viện có một đứa con nuôi là Bì Bì không? Cậu ta thích nó lắm, cứ như là con ruột của nó vậy. Chị đưa em đi thăm thằng bé. Nếu như Bì Bì cũng thích em, vậy thì chúng ta đều thích em. Nó còn có gì mà không lấy em chứ? Con nuôi sao? Đúng thế. Baby, giỏi quá, giỏi quá. Cô giỏi không? Baby, cầm lấy. Giỏi quá, giỏi quá. Tóc phu nhân, uống nước đi, cảm ơn.
Bà thấy bạn gái của Trần Thâm là người thế nào? Rất được, rất được mà. Bà nói xem, Trần Thâm cũng thật là đến lúc có vợ rồi. Đúng vậy. Bibi, giỏi quá. Nào nào, Bibi, chúng ta đi uống trà nào. Đi thôi. Đi. Nào, chưa đổ mồ hôi đến thế này. Bibi, ta hỏi con, gần đây cha nuôi con có đến thăm con không? Trần Thâm cũng một thời gian rồi chưa tới đây. Nào, uống nước đi, Bibi. Cháu xem, cái này là tặng cho cháu đó. Cái này gọi là hộp bách thảo. Bên trong có truyện, có cờ tướng. Có thích không? Cháu có ước muốn gì? Rồi hãy để vào trong này, không chừng một tuần sau, nguyện vọng sẽ trở thành sự thật, tặng cho cháu đó. Có vui không? Quân thống đã cho người thay đặc vụ trục địa quan của tổng bộ đặc công tìm kiếm kế hoạch về không. Theo thông tin nhận được từ Trùng Khánh, chim sẻ của đặc công Trung Cộng đang tìm kiếm kế hoạch về không, Kim Tiền. Tất Trung Lương không nói với Trần Thâm chi tiết về bức thư đó. Trên thực tế, trong bức thư đó, người cáo mật đã chỉ ra rất rõ ràng Trần Thâm có thể chính là chim sẻ, còn Đường Sơn Hải chính là trục địa quan. Đường Sơn Hải và Từ Bích Thành chỉ là vợ chồng giả. Đường Sơn Hải và Trần Thâm đã thông qua quan hệ của Từ Bích Thành kết thành đồng minh. Trước đó, Tất Trung Lương còn cho rằng đó chỉ là kế sách để ly gián nội bộ của kẻ viết thư. Nhưng bức mật báo của mật thám Trùng Khánh Kim Tiền báo này đã khiến cho Tất Trung Lương không thể không suy nghĩ. Nếu như tất cả những gì nói trong bức thư đều là thật, hắn bị bao vây tứ phía sẽ phải đối phó như thế nào? Việc đào tạo người điện tính đã bắt đầu chưa? Báo cáo anh tá tướng quân, đã bắt đầu rồi. Sở trưởng Tất, cậu có biết chủ nhiệm Lý Mặc Quần luôn bất mãn với cậu là có nguyên nhân đó. Mong anh tá tướng quân hãy nói rõ. Phá hoại quân thống ở Thượng Hải, chuyện này cậu cũng có phần công lao. Nhưng trong chuyện bắt chim sẻ, đúng ngài đã giao, sở trưởng Tất là chậm trễ đưa ra cách làm tốt. Đừng nói là chủ nhiệm Lý, đến tôi cũng không tránh được suy đoán sở trưởng Tất có sự thương cảm gì với Trung Cộng không? Anh tá tướng quân, tuyệt đối không có chuyện đó. Một ngày chưa trực khử được thì tôi cũng mất ăn mất ngủ, sao lại có thể đồng tình với bọn họ chứ? Vẫn chưa bắt được chim sẻ mà giờ lại xuất hiện thuộc địa quan của quân thống. Sở trưởng Tất, chủ nhiệm Lý đã kiến nghị với tôi rất nhiều lần là phải tìm kiếm thêm nhân tài để thay thế vị trí sở trưởng, nhưng tôi đều trì hoãn quyết định đó.
Nhưng sở trưởng Tất, nếu vẫn không có công lao gì thì tôi cũng không thể tìm được cách nào tốt hơn để đi thuyết phục chủ nhiệm đâu. Rốt cuộc sở hành động của cậu sẽ bị chuyển về cho tổng bộ trực tiếp cai quản. Thuộc hạ đã hiểu. Thật sự hôm nay tôi đến là tìm ảnh tá tướng quân, cũng là muốn nói chuyện này. Tôi đã có được thông tin đáng tin cậy rồi. Nói chim sẻ và thuộc địa hoàng đều đang tìm cơ hội để lấy kế hoạch về không. Đến tin tình báo được mặc như kế hoạch về không mà cũng bị lộ thông tin. Xem ra công tác bảo mật của tổng bộ đặc công chẳng làm tốt chút nào. Ảnh ta tướng quân mong ngài bất giận. Kế hoạch về không dù là tuyệt mật, nhưng có nhiều nhân viên liên quan đến kế hoạch này, khó tránh khỏi xuất hiện bên ngoài. Nhưng tôi đã có một kế hoạch tốt. Tôi có thể dẫn chim sẻ và cả thuộc địa hoàng ra ngoài. Chỉ bằng để tôi tương kế tụ kế, dẫn rắn ra khỏi hang. Liễu Mỹ Na đã tin Đường Sơn Hải rồi. Anh ta định lúc nào thì ra tay? Sơn Hải nói lần trước anh ta ở trong xe sau khi trộm chìa khóa của Liễu Mỹ Na. Liễu Mỹ Na luôn cảm thấy tự mình không cẩn thận đã làm mất chìa khóa. Những ngày này cô đã cẩn thận hơn rồi, vì vậy sẽ khó ra tay hơn. Nhất định là vậy. Mấy ngày nữa là sinh nhật Liễu Mỹ Na, chúng ta hãy bàn bạc, hay là hẹn Liễu Mỹ Na ra ngoài để Sơn Hải có cơ hội ra tay. Vậy chúng ta phải nghĩ ra một cách để giúp Đường Sơn Hải. Thật sao? Vậy anh không cần động vào cổ sao? Đúng. Cổ ngủ trong phòng ngủ, anh ngủ ở thư phòng. Vậy cổ không cãi nhau với anh sao? Em cũng không phải không biết con người của Từ Bách Thành mà. Thanh cao, thích làm cao. Cô sẽ không chủ động cãi nhau với anh đâu. Đúng rồi, đâu có giống em. Cả ngày lúc nào cũng muốn làm lành với anh, nghĩ xem làm anh vui thế nào. Đương nhiên là anh biết em tốt với anh mà. Sắp đến sinh nhật em rồi phải không? Em muốn quà gì? Sao anh biết vậy? Nếu anh muốn biết thì sẽ có cách thôi. Anh thay đổi nhanh quá. Trước đây mua quà cho vợ không phải là em cho anh ý kiến hay sao? Có thể người gặp trước đây không phải là người anh thích. Trẻ nhỏ dễ dại nhỉ. Alo. Dân xử tòa. Cậu cảm thấy con người Liễu Mỹ Na như thế nào? Con người Liễu Mỹ Na làm việc tương đối ổn, nhưng lại hơi lắm mồm lắm miệng, nhưng là người rất thông minh. Trước đây ngài bảo tôi đến phòng làm việc của Trần Thăm để tìm túi công văn, may mà có cổ che chắn cho tôi. Mấy chuyện nặng nhọc này cứ để tôi. Đội trưởng Trần là một cành hoa ở sở hành động của chúng tôi đấy, biết bao nhiêu cô gái muốn lấy anh ta. Vậy sao? Vâng, tôi chắc chắn cô nhìn thấy tôi, nhưng cô không vạch trần tôi. Sứ tọa, anh tìm tôi. Vào ngồi đi. Mỹ Na, mấy hôm nay chỉnh lý lại từ đầu các tài liệu của phòng hồ sơ, lượng công việc rất lớn, vất vả cho cô rồi. Không vất vả nên làm mà. Hơn nữa còn có đội trưởng Trần giúp đỡ mà, người quen phối hợp, vất vả một nửa. Trước đây tôi còn nghĩ Trần Thăm và cô, một người chưa vợ, một người chưa chồng, tôi còn nghĩ hai người sẽ sống cùng nhau chứ. Đội trưởng Trần là một nhân tài, người để ý anh ta rất nhiều. Tôi giành không lại đâu, nên không dám nghĩ. Còn đội trưởng Đường, thích không? Sử tọa, anh giỡn tôi đúng không?
Cho dù tôi có ý với đội trưởng đường người ta, thì đội trưởng đường cũng là chồng của người khác rồi. Tôi càng không dám nghĩ tới. Gần đây tôi thấy đội trưởng đường đến chỗ cô rất vui vẻ đấy. Sứ tòa, nếu chỉ đội trưởng đường, đàn ông đến chỗ tôi có bao giờ ít đâu. Cô từng nghe thấy đội trưởng đường quán trách nói chuyện của Từ Bích Thành và Trần Thâm chưa? Chuyện này có liên quan đến công việc của chúng ta không? À, sử tòa, tôi không có ý gì khác, chỉ là chuyện công việc nên tôi đương nhiên phải hỏi rồi. Nhưng nếu không liên quan đến công việc, tôi cũng không tiện nói linh tinh chuyện riêng người khác. Anh nói có phải không? Trên thế giới này phân thành hai dạng người. Một dạng gọi là tự biết tự rõ, người đó hiểu chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Dạng còn lại gọi là tự cho thông minh, người đó tưởng là tạm thời có thể tránh khỏi tai mắt của mọi người, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ lộ đuôi ra, đúng không? Tôi chính là người phụ nữ ngốc. Tôi không có tâm tư như người khác. Tôi chỉ muốn lấy một người đàn ông tốt, bình yên sống qua ngày thôi. Tôi không nghĩ gì khác đâu. Đương nhiên tôi biết rồi. Tôi biết Mỹ Na là người phụ nữ thông minh mà. Cho nên tôi có một chuyện muốn giao cho cô làm. Chuyện này chỉ có tôi biết, cô biết, không thể để lộ cho bất kỳ người nào biết hết. Bằng không, người Nhật sẽ gây phiền phức cho chúng ta đó. Mỹ Na, đang sở à? Đang sở rồi. Tối nay cùng ăn cơm nha. Gần đây cứ ăn ở ngoài hoài, sườn xám sắp mặt không vừa, không đi đâu. Uống cà phê, cà phê Khải Tư Lệnh được lắm. Tôi mời cô đi uống cà phê. Cà phê càng không được, uống cà phê tối ngủ không được. Cảm ơn nha, lần sau nhé. Lần sau nha, lần sau phải đi đó. Chị Na, tan sở à? Cậu cũng ra ngoài à? Đúng vậy. Bể Cao Mai có vài cô nương bảo tôi đến giúp họ chọn sườn xám. Đội trưởng Trần đối với các cô nương chăm sóc chu đáo thật đấy. Đúng rồi, tôi nghe nói cô muốn may một sườn xám giống với họ trên báo điện ảnh đúng không? Đúng vậy, nhưng tuần trước tôi đi xem rồi, tình ký không có chất liệu tôi muốn. Lần trước tôi đến, họ nói là có hàng mới. Vậy sao? Đi cùng nha. Được, đi. Đi. Anh ta nghĩ xong tặng Lê Mina quà sinh nhật gì chưa? Cô thích gì thì tôi tặng cái đó. Sao anh biết cô thích gì? Cô không giống cô. Cô thích gì sẽ tự nói với tôi. Trần Thâm nói anh ta sẽ đưa Lê Mỹ Na đi mai sườn xám mới, để cô mặc hôm sinh nhật. Mặc sườn xám, cô ta sẽ không để chìa khóa trên người được. Đúng, Trần Thâm nói như vậy. Như vậy, cô sẽ để chìa khóa trong cái túi nhỏ. Sau đó chúng ta tìm cơ hội lấy được cái túi đó, thì có thể tìm thấy chìa khóa thật sự của phòng hồ sơ. Vậy ai biết hôm đó cô mặc sườn xám hay không? Cô gái thích cái đẹp, cô sẽ mặc. Sắp tới Đoan Ngọ rồi, tôi nhớ bánh chưng của lão Đào da quá. Tấm này đi. Đẹp. Mẫu giấy này đặt gần hết rồi, chỉ còn đủ để mai hai bộ sườn xám thôi.
Liễu tiểu thư, nếu ngày mai cô tới, có lẽ là hết mất rồi đấy. Thịnh sư phụ, ngày sao vậy? Không phải lần trước đã nói rồi sao? Giải tới thì gọi điện cho tôi, sao ngài lại quên chứ? Cô xem này, xin lỗi nhé, Liễu tiểu thư, mấy ngày nay làm ăn bận rộn quá, lớn tuổi rồi trí nhớ không tốt, không lo hết được. Cô thứ lỗi nha, thứ lỗi nhé. Tha thứ thì được, nhưng phải nhanh lên cho tôi. Thứ sáu tuần sau tôi phải mặc. Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Ngày gì mà phải mặc đẹp vậy? Sinh nhật tôi. Chắc chắn là mặc cho người đàn ông nào đó xem. Tôi 26 tuổi rồi, còn muốn trước khi 27 tuổi lấy chồng đấy. Phải cố gắng chứ. Liễu tiểu thư, cô xem này, chọn loại cúc nào? Cái nào cũng đẹp. Trần đội trưởng, anh có mắt nhìn, chọn giúp tôi một cái. Cái này đi. Sao lại là nó? Giải đã đủ lộng lẫy rồi, cúc không cần, nổi bật quá. Hơn nữa, cúc quan trọng nhất là có tiện cởi không? Được, Thịnh sư phụ. Nó đi, được, chọn nó đi. Chúng ta đo kích thước nhé. Được. Sử tọa, Tam Tĩnh, sao còn chưa đi? Tối nay tôi trực ban. Tiền lương tháng này đã lấy chưa? Lấy rồi. Cảm ơn sử tọa quan tâm. Trong cuộc sống, nếu khó khăn gì cứ nói với tôi, nghe chưa? Không có khó khăn gì, tất cả đều tốt. Tháng sau là Tết Đoan Ngọ. Chị dâu của chị gói ít bánh chưng, nói là muốn cho các anh em ăn. Tới lúc đó bảo dì Bảo tặng một ít cho cậu. Sao vậy được? Anh em với nhau cách sáu làm gì? Cảm ơn sử tọa và thái thái. Tam Tĩnh, đừng uống nữa. Cậu nhìn tôi này, bình thường tôi thích uống rượu, tôi cũng chẳng nghĩ tới người khác có uống quen hay không. Hãm hại, rõ ràng là hãm hại. Tôi Tam Tĩnh, cậu kích động quá rồi đấy. Anh Tá tiên sinh còn đang ngồi đây, không ngờ Tất Trung Lương vì đối phó với tôi mà thiết kế một cái bẫy lớn như thế. Thư báo đã gửi đi được mấy ngày rồi, sao Tất Trung Lương vẫn chưa có động tĩnh gì? Những ngày ở đây, tôi đã phát hiện ra Tất Trung Lương là người không tin tưởng bất kỳ ai. Đừng thấy mặt anh ta không có chút biểu cảm, thật ra chưa chắc trong lòng anh ta sớm đã có đối sách rồi đấy. Tôi là Tô Tam Tĩnh. Sử tọa. Ăn đêm à? Được. Thuộc hạ nhất định sẽ đến. Đội trưởng Tô, sao rồi? Hòn đá đã ném xuống, kiểu gì cũng để lại gợn sóng. Tam Tĩnh à, từ khi cậu đến sở hành động, tôi vẫn chưa thật sự uống rượu tẩy trần cho cậu lần nào. Hơn nữa trước đây mọi người còn xảy ra hiểu lầm không cần thiết. Hôm nay bữa cơm này, thứ nhất để chào mừng cậu, thứ hai tôi muốn xin cậu tha tội. Không dám, không dám. Sử tọa, nên là Tam Tĩnh xin ngài tha tội mới đúng. Tam Tĩnh không hiểu quy tắc, gây ra phiền phức cho ngài. Sử tọa đại nhân không tính toán như kiểu này. Tam Tĩnh vô cùng cảm kích Tam Tĩnh, kính ngài càng trước. Nào ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Thật ra trong lòng tôi hiểu rõ,
Cậu kẹp giữa tôi và chủ nhiệm Lý có lúc rất khó xử. Đâu có. Sứ tọa, ngài và chủ nhiệm Lý đối với Tam Tỉnh đều có ân tri ngộ. Tam Tỉnh theo Lý phải tận lực vì hai vị. Thật ra nói trắng ra, mọi người đều tận lực vì người Nhật. Cậu có biết ảnh tá tướng quân gần đây đau đầu chuyện gì không? Xin sứ tọa chỉ rõ. Chính là chim sẻ và thục địa hoàng. Tôi luôn cảm thấy chim sẻ và thục địa hoàng ẩn nấp trong sở hành động. Vậy thì trách nhiệm của Tất Trung Lương sẽ lớn rồi. Hơn nữa anh tá tướng quân đã hạ lệnh phải nhanh chóng bắt được hai người này. Cho nên tôi cần cậu giúp tôi. Tôi cần cậu giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Sứ tọa, ngài đừng nói như vậy. Tam Tỉnh sẽ dùng hết tâm sức xông vào biển lửa. Toàn bộ kế hoạch hành động lần này đều do hai chúng ta chấp hành. Đội trưởng Trần và đội trưởng Đường không tham gia sao? Mấy ngày trước tôi nhận được một bức thư nặc danh. Trên đó nói Trần Thâm có khả năng chính là chim sẻ, còn Đường Sơn Hải là thuộc địa hoàng. Hai người đó rất có khả năng đã liên thủ với nhau. Không phải chứ? Cậu thật sự thấy vậy sao? Sứ tọa, trong lòng ngài chắc chắn còn rõ hơn Tam Tỉnh. Hơn nữa, hai người họ đang tìm phần kế hoạch về không tuyệt mật trong sở hành động. Kế hoạch về không? Phần kế hoạch này đủ để làm lão tưởng còn có đảng Cộng sản bị tiêu diệt triệt để. Sứ tọa, ý của ngài là vậy thì lấy bản kế hoạch này ra, xem có ai muốn tiếp xúc với nó. Nếu ai thật sự có hứng thú với nó, người đó chính là chim sẻ và thục địa hoàng. Anh Đầu Lép, hôm nay anh mời sao? Không phải sao? Đầu Lép anh tuy không hào phóng được như sếp của anh, nhưng cũng không keo kiệt đâu nhé. Hôm nay không ăn quán lề đường nữa. Hôm nay chúng ta đến nhà hàng Qua Mậu. Nhà hàng Qua Mậu sao? Chơi lớn thật, đương nhiên rồi. Đầu Lép mang tiền chứ? Mang rồi. Không phải là mới sáng nay cậu nói với tôi ví tiền của cậu bị bạn gái thu hồi rồi sao? Chu Châu sao? Cứ muốn làm vợ tôi, mang ví của tôi đi mất rồi. Con người tôi trước giờ không coi trọng tiền bạc chút nào. Mang đi thì cứ mang đi. Chị dâu của anh Đầu Lép còn chưa vào nhà đã trở thành bà vợ quấn chặt như vậy rồi. Lên xe. Đội trưởng Trần. Ừ, chúng ta vào đó. Trong xe cẩn thận. Sếp, hai người lên trước. Tôi đi vệ sinh một lát. Cậu không bỏ trốn đấy chứ? Không đâu, đợi phòng số 6 nhé. Được. Chào tiên sinh, xin hỏi có bao nhiêu người vậy à? Mới đến sao? Dân, bao cho tôi phòng số 6. Thật xin lỗi tiên sinh, tối hôm nay phòng số 6 có khách rồi. Vậy sắp xếp lại chút là được. Vậy thì phòng 12 có được không à? Được. Tiên sinh mà đi theo tôi. Nào.
Tâm tỉnh. Để chút nữa vừa hay còn một khách nữa, để dì bảo đưa cậu về nhé. Không cần, tôi tự về cũng được rồi. Chuyện tôi giao cho cậu, nhất định phải làm xong trước khi Trần Thâm quay trở lại sở hành động. Nhất định sẽ làm tốt. Được. Nào, Tâm tỉnh cần một chiếc máy nghe thì lấy từ trong kho trong phòng tôi đưa cho cậu ta. Đưa cậu ta ra từ cửa sau. Dân, thưa sử tọa. Cáo từ. Được. Không phải là số 6 sao? Sao lại chạy đến đây? Có người rồi. Gặp ai vậy? Không có. Phục vụ đang dọn bàn mà. Không ai sao?